Mạnh Quỳnh là một ca sĩ tiêu biểu cho dòng nhạc vàng và nhạc quê hương tại hải ngoại. Các ca khúc mà anh thể hiện thường có giai điệu buồn, chia sẻ nỗi niềm với người nghèo, người tha hương. Nguyễn Thanh Dũng sinh ngày 22 tháng 4 năm 1971 tại Sài Gòn, được biết đến với nghệ danh Mạnh Quỳnh. Cha anh là một quân nhân Hoa Kỳ bị mất tích trong chiến tranh. Do cuộc sống khó khăn, anh được mẹ gửi về quê ở với ông bà suốt 15 năm tuổi thiếu thời. Năm 15 tuổi, anh cùng mẹ lên Sài Gòn sinh sống và theo học bậc trung học. Ngoài việc học văn hóa ở trường Trần Khai Nguyên, anh còn đi học tư về cổ nhạc với nghệ sĩ nổi danh Ngọc Ẩn ở gần nhà. Tháng 9 năm 1992, hai mẹ con anh sang Hoa Kỳ định cư theo diện con lai. Sống ở New York, anh phải vừa đi làm vừa đi học thêm Anh văn buổi tối, về sau chuyển về tiểu bang Minnesota và sống tại thành phố Louisville cho đến nay. Khi ấy, anh học ngành điện toán song song với việc học về sáng tác, luyện thanh và guitar tại nhà do giáo sư người Mỹ hướng dẫn. Một năm sau, nhiều lần hát góp vui cho đám cưới được bạn bè khích lệ, anh đã thu một số nhạc phẩm và gửi sang Trung tâm Người đẹp Bình Dương. Anh được giám đốc trung tâm mời anh ký hợp đồng ngay sau đó. Nhạc phẩm thu âm đầu tiên của anh là bài Gõ cửa của nhạc sĩ Mạnh Quỳnh trước năm 1975, nên anh đã chọn tên người nhạc sĩ ấy làm nghệ danh cho mình và chính thức bước chân vào con đường ca nhạc chuyên nghiệp. Tết năm 1996, CD đầu tiên của anh hát chung với Hương Lan mang tên Hai đứa giận nhau được tung ra với sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả. Anh ngày càng khẳng định mình trên con đường ca hát. Năm 1997, anh bắt đầu được mời xuất hiện trên những chương trình video do Trung tâm Tình thực hiện và nhận được rất nhiều lời mời đi trình diễn tại khắp nơi có người Việt cư ngụ. Năm 2000, anh kết hợp cùng ca sĩ Phi Nhung trong những ca khúc trữ tình, quê hương, đặc biệt là những bài hát tân cổ và trở thành một đôi song ca vô cùng ăn ý. Anh là một trong những ca sĩ hải ngoại có số lượng gần 60 album phát hành sau gần 20 năm ca hát. Năm 2014, anh phát hành album mang tên Hoa Tím Bằng Lăng. Năm 2016, anh tổ chức live show với tên gọi Cảm ơn Cuộc Đời và làm giám khảo của chương trình solo cùng Bolero 2016. Năm 2017, anh có buổi hội ngộ cùng Phi Nhung trên sân khấu khách sạn Mường Thanh, thành phố Đông Hà, Quảng Trị với live show Đôi Mắt Người Xưa, cặp song ca vàng hải ngoại cùng hòa giọng trong nhiều tuyệt phẩm, tân cổ, liên khúc nổi tiếng. Năm 2018, anh và Phi Nhung làm live show kỷ niệm 20 năm song ca tổ chức tại Hà Nội và Quảng Ninh. Năm 2021, ban tổ chức chương trình solo cùng Bolero 2021 giai đoạn cuối mời anh vào vị trí giám khảo để chấm thi thay thế cho sự ra đi đột ngột của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Qua đó, anh cũng bất ngờ tuyên bố lần đầu tiên nhận học trò là ca sĩ Trường Sang quán quân solo cùng Bolero 2021. Tháng 10 năm 2022, anh nhận hai con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung là Thiên Ngân và Tuyết Nhung làm con nuôi. Ở Mỹ, anh thường xuyên gọi điện video để tâm sự, chỉ bảo đàn gà con cách hát, trình diễn. Anh cũng sáng tác nhiều ca khúc cho các con trình diễn với mong muốn thay Phi Nhung dìu dắt các con đến khi chúng đủ lớn, trưởng thành. Còn với những đứa trẻ Phi Nhung nuôi ở chùa mà các bé không đi hát, thỉnh thoảng anh ghé chùa thăm, gửi chúc lộc để sư cô lo cho tụi nhỏ. Anh hy vọng ở nơi xa Phi Nhung cảm thấy vui, an lòng bởi dù cô ấy ra đi, vẫn còn người bạn của mình nối tiếp con đường cô ấy đã làm. Năm 2004, Mạnh Quỳnh kết hôn với Cẩm Diệu có hai người con trai đặt tên là Tâm và Nhân. Vợ anh là chuyên viên phân tích tài chính rất ít khi xuất hiện cùng chồng trước đám đông. Hơn 10 năm gắn bó, cuộc sống hôn nhân của anh khá kín tiếng nhưng lại hạnh phúc. Anh chia sẻ rất tự hào về bà xã khi vẫn luôn thấu hiểu cho công việc của chồng, chưa bao giờ phàn nàn hay khó chịu khi chồng thường xuyên đi diễn xa hoặc tình tứ trên sân khấu cùng đồng nghiệp nữ. Đây chính là niềm ước ao của nhiều nghệ sĩ tại thị trường ca nhạc hải ngoại. Những năm gần đây, anh đã chủ động giảm khối lượng công việc để dành thời gian cho gia đình. Anh chỉ đi hát vào cuối tuần, các ngày nghỉ lễ sẽ hạn chế nhận show để ở nhà với vợ con. Ngoài ra, anh còn mở một phòng thu ngay tại nhà để có thể tự làm nhạc cho mình vào những lúc rảnh rỗi. Nhiều lời đồn thổi anh có một cuộc sống sang chảnh, có nhà đẹp trăm tỷ bên Mỹ. Tuy nhiên, anh luôn có lối sống giản dị, sống trong căn nhà cao tầng bằng gỗ được sơn trắng nằm phía trước khu vườn ngập cây xanh. Bên cạnh căn nhà chính, anh còn thiết kế thêm một căn nhà nhỏ giữa sân để mỗi sáng uống cà phê và sáng tác nhạc. Ngoài ra cũng bố trí thêm một khoảng sân nhỏ làm sân chơi bóng rổ cho các con. Đôi nét về ca sĩ Mạnh Quỳnh, hãy like, share và subscribe kênh để đón xem những video mới từ kênh nhé. Cảm ơn.